Đây là cả đoàn Việt Tràn là luôn đeo khăn, cả nam cả nữ không quan trọng, màu sắc đeo hết ạ. Smell that. That, my friends, is the sweet smell of malted barley being dried here in the kiln. More specifically, it's the smell of barley peat. A peat is a young form of coal, and another factor in determinants during distillation. Now, pay attention.
The liquid is heated in a pot still, and because alcohol boils at a lower temperature, it separates from the water. The vapor rises up the neck and is cooled and condensed back into a liquid by a copper coil immersed in cold water, known as... Okay, does everyone have a drink? Now the first six are over in this cabinet here. They're given them as a gift, and he's told to open them unless it's a special occasion. Lucky for us, he never opened them, and instead decided to collect this number. A few of the bottles you'll notice seem to have some whiskey missing. Don't worry, this hasn't been the staff taking any dram after a shift. This is the Angels continuing to take more than their fair share, even after the bottle is sealed. Thank you.
Is it a bird? No! Is it a plane? No! Is it the Twister? Yeah! Vâng, em đang quay mọi người. Nhìn cái cây này đẹp. Vâng. Rất là mát lạ. Dạ, cái cây này là em. Vâng. Thank you.
nhà mình hôm nay là ăn hoành tráng luôn đấy ạ. Dạ, cả nhà mình cố gắng ăn cho thật no để còn có sức đi bụng nhá, đi bộ nhá. Chào anh Cường nhé, chúc anh Cường một chuyến đi tàu vui vẻ nha. Chào anh Thao ạ. À, chào chị, chào anh Huy ạ, chị Bích ạ. Chào.
Mình chuẩn bị đi một chuyến tàu là 300 cây số một giờ, 2 tiếng nữa. Vâng, chào cả nhà nhé. Bây giờ mình đã lên tàu an toàn và đã đúng giờ. Bây giờ đoàn chúng ta là sẽ đi sang Pháp với tàu vận tốc là 300 cây số một giờ. Mình nhá. Đây.
À, nó làm là đây có 320 cửa hàng dọc đại lộ Champs-Élysées, và mỗi một cửa hàng mà có mặt tiền rộng khoảng tầm 100 mét vuông thì khoảng 1 triệu đến 1 triệu 2 euro một năm tiền thuê ạ. Rồi, chào bác Huy nha. Thank you.
nắp xanh này cả. Quay biết rồi. Chào cả nhà nhé. Gần quá. Ra.
Barcelona nhé. Thank you.
Rồi cả nhà quay em nhé. Xin chào cả nhà. Chúng ta đến sân Nu Cam. À chào anh Huấn ạ. Rồi nào anh Thao, chị Dung, chị Bích ạ.